Đây, hôm nay nhân dịp rằm nha, mọi người xuống chùa Vĩnh Phúc để thả cá phóng sinh đây. Thả 80 ký cá. Cẩn thận thả cái người ấy nha. Hả? Đang quay đây. Thì thả trước đi. Mọi người cứ thả đi. Cũng được phân nửa rồi đây. Đây, cá còn đang nổi đấy nhé các bạn nhé. Nhiều kinh khủng. Con đang bị ngạt thở cho nên nổi nước một chút. Đó, từ nhiều lên. Thả xa xa ra hả? Hả? Thả xa xa ra hả? Hả? Thả xa xa ra chứ. Nó sợ ngã. Biết bơi sợ gì ngã? Hả? Biết bơi mà sợ vậy? Biết bơi đâu. Ba cô tiên có vẻ hào hứng lắm. Mệt chưa? Ta quay cho một cái đi nè. Ta coi ra cái xuống đi thả đi. Lên đi, đi thả đi. Lên quần lên. Gập gập lên đi. Thảo.
chị đi thả luôn bây giờ đấy chứ. Nhanh 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 nhanh, ta đi thả nhanh.